Mình phải có cái phải phải có cái khoảng cách, phải đứng khoảng cách, không thôi bị con hoa sơn kiếm nó đâm vô cái chết ngắt hả. Saburu kìa. Có Saburu là ngon rồi. Con này chủ yếu mình lấy để mình dồn cái chiêu 2, dồn độc cái chiêu 2. Màu máu cái. Hello Thanh Trúc nha. Oh my god. Không chạy hoài vậy. Mình phải phụ thuộc vô cái chiêu số 2 của mình đó anh em. Nó bây giờ đam được. Dòng ổn được. Ôi chết ngựa ơi. Ôi no 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 no. Chọn cái quá. Ô. Ồ ôi. Ôi đừng có đụng chùm, đừng nhân. Má ơi cứ bị con công lôn á bắt lại là mệt ghê á. Ô búp máu luôn kìa, ghê thiệt. Chạy 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 chạy. Rồi bị bắt lại là ngáo rồi. Chạy thôi. Saburu này ông cứ đứng chỗ ông chưởng chưởng hay lại mình nhiều vậy. Mình cái chiêu mình phải đánh thẳng, đánh liền thẳng. Ông là ông bắt thẳng vô người ta đánh lại. Cái chiêu bắt độc á mạnh, chiêu mạnh thật sự. Ôi chiêu này dùng đam ngon á, bắt độc xuyên tâm. Hai ba con hoa sơn bất chịu bại. Cứ 10 giây dồn đam ngon á, 10 giây dồn đam ngon.
cứ combo mình chết, combo mình là chết nè. Cây nha. Sắp đam cũng tốt mà, ạc này. Dí là khỏi chạy luôn. Rồi hai con. Nào rút độc. Để cho người ta chơi chiêu xong rồi mình mới chơi được. Khét. Ôi sao bữa rồi giết hết luôn rồi. Ghê. Ai da, ai da. Con vật độc ác thật cơ anh em. Trời, chết ngắt luôn. Năm độc max Sida hả? Cô thấy năm độc cũng mạnh mà. Đâu đâu mà Sida anh em. Thấy cũng ok mà, cái đầu Sida đâu. Ui, bị khống chế vậy. Ui da da da. Ừ. Đó, Saburu. Saburu ổng chịu trận thế. Khén 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 chạy được đây. Ô ô no no no. Ôi no. Ôi. Trời mấy cục đó nó bay từ lưa vậy. Đứng kế bên và không dính luôn. Lỗi nha. Không luôn. Sống biển. Ôi cái chiêu bách độc nó mạnh thật sự á. Ô bị mít chiêu rồi. Ôi da, ôi da, ôi da. Không vô đây. Ôi bị mất hết chiêu nha, buồn nha. Buồn lắm á. Chiêu mình mất hết trơn luôn. BK khó thật. Chạy đâu em. Ôi khét ở đâu vậy? Khét ở đâu mà chơi tôi cái chết ngắt thầy khét. Ông 3k2 vậy. Ghê quá. Ông cứ một combo là chết người. Mà công nhận con ngũ độc đao này nó dồn đao cũng tốt ghê á anh em. Dồn đao tốt á. Trời, vậy mình không ăn được luôn. Nhỏ thế. No 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 no. Ờ ông khét này là chiến cao lắm nha. Chiến cao lắm á.
Dòng combo ông không chết luôn, là biết mình chiến cao rồi. Ôi, bị cái bức tường nó chặn, cay thế nha. Mấy phái trên ngựa bao cùi hả? Đúng rồi, thật sự là trên ngựa cùi thiệt. Cứ cây dịch, có chiếc máy. Ôi, con quái dữ hết trơn rồi. Sao? Ôi đừng để chết nào anh em ơi. Ôi ôi no, không được chết, không được chết. Chết là thua đấy. Chết là thua đấy nha. Không được chết. Ôi bên kia 53 rồi. Trời thua luôn. Trời ơi. Phải nồi. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.